Không có đối thủ ngoài phòng vé, kẻ ăn hồn của Lan Phương dẫn đầu doanh thu cuối tuần qua với 30,6 tỷ đồng, gấp 6 lần doanh thu của phim Chipu. Kẻ ăn hồn xoay quanh hàng loạt cây chết bí ẩn ở làng địa ngục, nơi có ma thuật cổ xưa, năm mạng đổi bình rượu sọ người, thập nương do Lan Phương thủ vai. Cô gái áo đỏ là kẻ nắm giữ bí mật luyện nên loại rượu mạnh nhất. Sau 3 lần duyệt, kẻ ăn hồn được cấp phép ra dạp nhưng bị dán nhãn 18 cộng do các cảnh kinh dị nặng đô. Ra rạp vào thời điểm không có đối thủ mạnh, phim dễ dàng dẫn đầu doanh thu phòng vé cuối tuần qua với 30,6 tỷ đồng. Trong khi đó thì Người Mặt Trời, phim về đề tài ma cờ rồng khá nhạt nhẽo của Chibu dù ra rạp từ ngày 8 tháng 12 nhưng lẹt đẹt ở phòng vé, đến nay mới thu về 5 tỷ đồng sau 10 ngày, báo hiệu sẽ không trụ rạp được lâu. Thiếu Niên và Chim Diệc, phim hoạt hình Nhật Bản được khen ngợi với một đề cử quả cầu vàng 2024, công chiếu cùng ngày với Kẻ Ăn Hồn, doanh thu chỉ 5,9 tỷ đồng. Cuối tuần này, kẻ ăn hồn sẽ phải đối mặt với đối thủ mạnh ngoài phòng vé Việt, đó chính là Aquaman 2 của Hollywood. Phần 2 của bom tấn từng thu về hơn 1 tỷ đô la Mỹ và rất ăn khách ở dạp Việt sẽ bắt đầu chiếu sớm từ 20 tháng 12, được cho là sẽ cản bước doanh thu của bất cứ một bộ phim nào chiếu cùng thời điểm.